Ok, bài mình hôm nay học về test đúng không? Test first, test DD. Thì mục tiêu là trình bày được tư duy test first này. Trình bày được mô hình test DD này. Mô tả được vòng vận hành của test DD. Trình bày được hoạt động của refactor. Refactor hôm trước thì mình có nói về cách tách biến này, tách hàng này, tách phương thức này. Thì nó chính là refactor. Trình bày được khái niệm unit test này. Thì hôm nay là mình chủ yếu mình sử dụng unit thôi, unit test. Thì mục tiêu của bài này là mình sẽ nắm được cái unit test nhé, cách viết code của nó. Rồi thì nói qua một chút về kiểm thử á, thì như đây mình xem là cái sơ đồ ở phía dưới này. Đây là một cái sơ đồ mà test phần mềm cổ điển từ trước. Thì quá trình mà test sản phẩm từ trước ấy, thì cái người mà làm kiểm thử ấy là phải trải qua một cái giai đoạn là làm develop rồi. Thời trước ấy là người làm test ấy, là người ta phải trải qua một quá trình là làm develop này, quản lý sản phẩm, hay là tức là trải qua tất cả các công đoạn về phần mềm rồi thì mới được làm kiểm thử. Đó, ông kiểm thử này ông là kiến thức sâu nhất. Đấy, ông là kiểm thử sản phẩm này là ông là kiến thức sâu nhất. Nhưng mà trong quá trình thời gian phát triển ấy, thì bây giờ người ta cải tiến cái việc mà sản xuất phần mềm thì cái có người ta sẽ nghĩ ra nhiều cái công cụ để test, thì bớt công sức đi cho việc mà viết code test này. Thì bây giờ có nhiều công cụ để test thì cái người test này thì đâm ra nó lại thành không phải là cái ông mà kiến thức gọi là lền cao nhất nữa mà chuyển thành bây giờ là tách ra một cái đội gọi là tester riêng, có một đội nhóm là chỉ chuyên làm tester thôi. Cái đội đấy gọi là làm tester, thì sẽ tách ra một đội là develop riêng và tester riêng. Đấy, thì đội tester thì anh thấy bây giờ lại không phải code nhiều. Tester bây giờ như ví dụ như là anh qua một số công ty ấy, thì ví dụ như đội tester trước làm game ấy, anh làm game ấy, thì tester họ chỉ ngồi họ farm thôi, họ chơi game thôi. Sau đó họ chơi game xong rồi họ kiểu là farm liên tục ấy, họ đăng ra đăng xuất đăng nhập liên tục này, xong họ ví dụ một cái chức năng nào đấy họ ấn vào để ăn một cái gì đấy hạn, ấn liên tục xem nó có xảy ra lỗi gì không, tức là chỉ có farm mới chơi game thôi. Nên là test bây giờ nó không phức tạp như là trước nữa. Tester bây giờ hay là test về web ấy, thì họ chỉ test UI thôi, tức là họ ngồi họ xem là cái UI của mình có cái đoạn nào mình thiết kế chưa chuẩn thì họ báo cáo lại cho mình thì mình sửa. Thì gần như là bây giờ làm cái việc công đoạn test là công đoạn dev này là lập trình viên phải làm hết. Đấy, coi như mình phải làm hết. Nhưng mà hiện tại thì code test thì mình cũng không phải code test như này mấy. Nhưng mà dù sao thì mình cũng phải biết để biết là công đoạn phần mềm nó phải qua một giai đoạn gọi là kiểm thử. Thì sau này mình học đến những cái module sau thì những cái phần mềm kiểm thử nó sẽ hỗ trợ mình nhiều hơn. Mình không phải code test như này. Thì module 2 này mình đang học cái core thì mình cứ biết là có công đoạn là test code của mình. Test các phương thức này, test các cái hàm mình viết ra đúng không? Đấy, thì mình cũng biết là sẽ có cái công đoạn này kiểm thử. Rồi thì mình nói chút về cái mô hình ở phía trên. Đây, thì đội tester là đây này, sẽ có một đội làm tester này, đây là đội làm tester này. Họ sẽ chuyên làm tester cho mình. Thì đội đi mình đang là mình sau này đi làm thì mình sẽ là developer này. Mình là cái nhóm developer này. Đấy, là nhà phát triển này. Còn QA là gì? Ai biết QA là gì không? Quality Assurance. Là gì không? Kiểm soát chất lượng. Kiểm soát chất lượng sản phẩm đúng không? Scrum Master. Anh em nào khái niệm cái Scrum Master được không? Scrum Master là gì? Scrum kẹo cao su à? một cái quy trình Scrum để quy trình để phát triển phần mềm. Tức là cái quy trình Scrum này chủ yếu là cho đội nhóm. Tức là mỗi một cái chức năng của mình nó sẽ tách nhỏ thành những cái sprint, gọi là cái gọi là sprint nhỏ. Thì cái ông Scrum Master này đảm bảo cho việc mình đội nhóm của mình làm việc hiệu quả nhất. Đấy. Thì ông Scrum Master chính là ông Duyên vừa lấy vào đây lấy nước này. Sau này module 6 mình sẽ làm ông Scrum Master Duyên. Ông này không hỗ trợ dev. Ông ấy chỉ hỗ trợ về quy trình làm phần mềm thôi. Ví dụ như là ông ấy sẽ xem anh em cộng tác nhóm như thế nào. Chia print như thế nào. Chia công việc như thế nào. Độ ưu tiên công việc của anh em có hợp lý hay không.
đấy. Anh em đang phân tích cái dự án đấy như thế nào và đang chú trọng vào cái chức năng gì, thì lên Smarter sẽ phân tích là anh em lên chú trọng vào cái chức năng gì trước, làm cái gì sau đấy, và xem là cái độ khó của chức năng đấy như nào. Đấy, anh em phân tích được độ khó các chức năng. Khi xảy ra bất bất thì ông này không hỗ trợ gì về code cả. Smarter này không hỗ trợ gì code cả. Code thì sau này code thì vẫn là bọn anh thôi, vẫn là các code xe là các tutor thôi. Còn ông Smarter này là về quy trình là phần mềm. Tức là ông ấy sẽ giảng cho các anh em biết thế nào là cái quy trình làm phần mềm cho nó hợp lý. Đấy. Là đánh dấu các chức năng này về điểm số như nào tích để sao cho nó hợp lý, để đưa cái chức năng lên, hay là ưu tiên chức năng nào khi mà khách hàng họ đưa ra cái yêu cầu về sản phẩm, đúng không? Thì là ông Scrum Master thì ông phân tích là anh em lên ưu tiên chức năng nào trước. Đấy. Chức năng nào làm sau. Và xem là cái chức năng đấy của anh em nào đã hợp lý hay chưa. Phải xem về giao diện như thế này đã hợp lý hay chưa hay như nào đấy, thì ông sẽ tham vấn bạn. Anh em nên làm như thế nào đấy. Chứ không phải là mình cứ tự ý là mình vẽ theo ý của mình đâu, mình phải có những người cố vấn, đây như kiểu là cố vấn cho mình đấy. Rồi còn ông PM này thì là quản lý toàn thể dự án rồi, này là Product Manager mình, đúng không? Thì hai cái ông Product Manager này, Product này nó là một thôi, PM này nó là một Product Manager này. Còn Product Owner thì chính là cái người mà chính là anh em mình làm dự án thì cũng là một Product Owner rồi. Còn BA là gì? Phân tích nghiệp vụ. Đúng rồi, BA là Business đúng không? Business Analyst đúng không? À, ông này là phân tích nghiệp vụ này. Phân tích nghiệp vụ giống như dạng là ông ấy vẽ sơ đồ lớp cho anh em mình ấy, là một cái dạng phân tích nghiệp vụ, đúng không? Hay là ông sẽ sau này còn database nữa, thì ông ấy sẽ là người còn chuyên đi phỏng vấn khách hàng, đúng rồi. Hay là rồi thì ông ấy phân tích nghiệp vụ của mình là ông ấy vẽ ra những cái sơ đồ ấy, chủ yếu là sơ đồ khối thôi, để cho anh em mình làm đấy, là ông phân tích về nghiệp vụ. Thế mình có phải triển khai cái sơ đồ khối? Đúng rồi, mình sẽ phải triển khai theo cái ông phân tích nghiệp vụ này. Đúng rồi. Tất ăn tổng răng. Tất nhiên là ông này ông phân tích nghiệp vụ cho anh em mình. Tất nhiên là có sẽ, anh em mình sẽ phải dựa vào cái nghiệp vụ đấy để xem là cũng phải tranh luận là có cái chỗ đấy hợp lý hay không, đúng không? Mình phải đưa ra ý kiến của mình. Đấy, mình cảm thấy chỗ này khó quá không làm được, phải phân tích đoạn này dép không chịu, dép chịu không làm được, mà có thể là tốn chi phí về thời gian hay nào đấy. À, thì phải đưa lại cho ông phân tích nghiệp vụ này. Ông này có thể là mình sẽ quay lại khách hàng để phản ánh cái đoạn này là lên như này thì khách hàng xem có đồng ý hay không. Còn khách hàng họ đã ép mình phải như thế thì đẹp cũng phải buộc phải làm không? Đấy, chỉ có ông customer này, thì ông khách hàng này, đúng không? Ông customer thì là ông đặt hàng cho mình này, thì ông đặt sản phẩm cho mình này. Đấy. Anh có thể sau này Thành có thể đặt cho Tây code một cái web Java Swing giá là 200 triệu cho module 2 đúng không? Tây cần hết. Đây là với Java Swing thì hỏi Toàn nhá, tư tưởng Toàn. Chuyên về Java Swing. Rồi thì tại sao phải kiểm thử? Nếu mà mình kiểm thử muộn như cái quy trình cũ này, đây là kiểm thử ở bước cuối cùng thì là sẽ bị rất nhiều vấn đề. Nên là mình sẽ phải kiểm thử ngay từ cái quá trình mình làm rồi. Kiểm thử first, mình phải test first ngay. Bây giờ là test first luôn, chứ không kiểm thử như ngày xưa nữa. Đấy, thì nếu mà như mà kiểm thử muộn ấy thì anh em biết rồi, code thì nó sẽ liên quan đến nhau rất là nhiều đúng không? Cái chỗ này lại liên quan chỗ khác. Nếu mà mình kiểm thử muộn mà xảy ra lỗi ở phía sau thì nó sẽ xảy ra rất là tốn rất là nhiều chi phí, phải đi lần lại rồi bắt đầu sửa lỗi đúng không? Thì nó rất tốn rất nhiều chi phí về thời gian và tiền bạc. Cho nên là bây giờ người ta sẽ là test sớm chứ không là để kiểu test cuối cùng này nữa. Ngày xưa là test kiểu cuối cùng này, ông cao nhất ông mới kiểm thử. Bây giờ mình sẽ không làm thử đấy. Là mình làm đâu mình test đến đấy luôn. Rồi thì mình đi vào cái bài hôm nay chủ yếu là mình sẽ dùng unit test. À, có cái phần này thì về cái video vừa lấy anh thấy Biên gửi trong Zalo ấy thì cũng khá là chuẩn đấy. Video đấy là nguồn chuẩn của Code Gym. Đấy là video của anh Nhật. Anh Nhật bây giờ là chức vụ như cao nhất ở Code Gym này. Trước anh ấy cũng xuất thân từ đào tạo.
Thì bây giờ anh là giám đốc của học viện cao nhất đấy, không phải giám đốc mà trên cả giám đốc, tổng giám đốc đấy. Đấy thì anh ngày xưa anh xuất phát từ đào tạo anh đi code rồi. Cái video đấy là chuẩn nhá. Sau đây có những cái video về design button hay đấy cũng của anh Nhật cũng khá là chuẩn. Rồi. Còn cái refactor này thì hôm qua anh em mình có làm rồi đúng không? Có phần tách phương thức, tách biến anh em có làm rồi. Bây giờ mình sẽ thử tạo thử một cái Julit nhé, Julit test nhé. Đây là Julit. Nói qua một chút về Julit. Julit nó là một cái framework. Framework thì là gì? Framework là cái mà cái gọi là một cái hệ thống code mà người ta đã code sẵn cho mình rồi, người ta đã đóng gói thành những thư viện rồi. Thì bây giờ mình muốn dùng nó thì mình phải import thư viện vào, import nó vào và dùng thôi. Thì sau này anh em mình làm đến Spring, đến Module 4 ấy, thì cũng toàn là import thư viện mà. Spring Boot thì như ví dụ như là security bảo mật này, hay là về JKT mã hóa này, thì mình nó cũng là những cái thư viện mà đóng gói sẵn hết này, thì chỉ có import và dùng thôi. Thì mình muốn import và dùng được thì mình phải học nó, học cách dùng nó đúng không? Học các công cụ. Đấy, thì mình phải học các công cụ luôn. Thì đây là một cái công cụ mà người ta tích hợp sẵn cho mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải import vào mình dùng. Rồi, ở đây thì có một cái những cái assert equal này là kiểm tra kết quả này, về true false này, hay là loon này, là kiểm tra giá trị loon này, hay là throw về ngoại lệ này, timeout về thời gian, array thì về xử lý mảng, array list đúng không? Rồi mình thử tạo một cái unit test nhé. Rồi anh tạo gì đấy mình phải tải về không anh? Mình có cách để import nhanh, nó sẽ tự động import đấy. Anh sẽ hướng dẫn cái cách mà mình import dễ nhất. Hết sao ngay nó mới báo nhỉ? Sợ gì? Rồi, bây giờ ví dụ anh tạo một dự án mới như này. Rồi anh tạo một cái class demo nhé. Demo. Hay tạo package đi, chứa trong package đi. Rồi, thì tạo test thì mình nên tạo thư mục từ thư mục gốc này. Tạo thư mục gốc nhé. Mình tạo ra một cái thư mục test riêng, directory riêng là test đúng không? Là tên là test. Đấy. Thì mình chuyển nó thành cái màu của thư mục test nhé. Thì vào cái phần mac directory s này, test thuộc root này, mình chuyển màu của nó nhé. Mình chuyển nó thành màu xanh nha. Đấy, thì thành màu xanh này. Được chưa? Thì sau đó mình sẽ thêm package ở đây thôi. Nó cũng thêm package như bình thường thôi. Package là form.code cũng là một cái package riêng như này. Thì anh tạo một class trong này bình thường thôi. Class demo test nha. Rồi. Thì bây giờ làm nào để import cái thằng thư viện kia vào? Thì cách import dễ nhất là anh em cứ viết a.test như này. A.test. Mình chưa cần biết nó có gì nhá, nó đang báo đỏ này đúng không? Thì bây giờ mình chỉ cần này, fix vào đây này. Đấy thì nó sẽ xuất hiện là yêu cầu mình import thư viện vào. Đấy thì mình add cái Juliet 5 nhá, 5 nhá, không 4 nhá, mình dùng 5. Bản mới nhất. Đây mình add vào thôi. Add thôi. Này ok là được. Đấy, thì như thế là mình đã import được vào rồi. Từ cái thư viện org Juliet Jupyter API này. Đấy, nó là một đóng gói thành những thư viện rồi. Nó là một API nhá. Sau này mình sẽ học về API. Đấy, sau đó mình viết các phương thức thôi. Public void test demo. Rồi, ví dụ như này, thế là xong. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn test một cái phương thức nào trên này đúng không? Mình viết này. Public static. Ví dụ là phương thức add chẳng hạn. Int add. Có hai tham số chuyển vào đúng không? First. Second. Rồi, bây giờ return về hai thằng này là gì đấy đúng không? Phép cộng hết trừ gì đấy. Return first cộng đi second
Rồi thì ở đây dưới này mình sẽ test, mình sẽ khai báo hai cái biến này, INST first. Rồi mình cho ra bằng 1 đi. INST second. Cho ra bằng 2 đi. Rồi thì tạo ra một cái biến kỳ vọng đúng không? Như này này. Expect như này. Expect trước đúng không? Yes. Kỳ vọng kết quả nó sẽ là đúng, nó sẽ là 3 đúng không? Đúng là 3. Rồi bây giờ mình khai báo một cái biến đi ra để check. Bây giờ gọi cái thằng demo xuống thôi. Đó, gọi demo. Thì mình đặt nó static nên mình gọi trực tiếp từ class được đúng không? Add chuyển first second vào. First second. Rồi. Thì nó check qua thằng đầu tiên này. Dùng cái thằng đầu tiên để check này. Assert equal này. Dùng cái thằng này này. Rồi, copy luôn thằng này assert equal này nhá. Thì nó chưa import cho nên nó bị đỏ. Mình phải import nó vào. Đây này. Import này. Này không phải đâu. Nhấn Enter nhá. Cũng không phải luôn, chưa thấy. Chắc là từ này bị sai đúng không? Anh gọi lại xem. Assert. Assert này. Ê của quét đúng không? Cái này import hay là như nào nhỉ? Phải có import chứ nhỉ? Import này. Đây import đây, nó phải import từ thư viện lên. Import lên này. Thì mới có cái thứ này. Đấy. Đấy phải có import lên nhá. Import lên. Thì truyền cái expect vào trước này. Truyền đi ra này. Đúng nhỉ? Hay là đi ra trước? Đúng rồi. Này đúng rồi đúng không? Bây giờ chạy nhá. Nếu như mà nó đúng thì là cái unit test của mình nó sẽ trả ra màu xanh đúng không? Đây, nếu như mà nó đúng thì nó trả màu xanh như này. Tích lòe như này là mình đang test đúng nhá. Cái phương thức mình nó đang đúng. Còn nếu như mà cho cái này sai đi. Cho cái này thằng expect nó là 4 đi, 5 hay 5 đi. Thì nó sẽ báo lỗi ngay. Thì thằng test nó phát hiện ra là đang sai nhá. Đấy, thì nó báo sai này. Kết quả kỳ vọng của mình là 5, nó còn thực tế nó là 3 thôi. 1 cộng 2 ra 3 thôi. Thì thực tế nó kỳ vọng của mình ra 5 đang là không đúng. Đấy, thì là test như vậy. Thì anh em có thể cây quất thêm những cái phần thằng sau này, ví dụ là mình muốn search xem cái thằng này có chức năng gì đúng không? Thì anh em keyword nó ra, copy nó ra này. Keyword thì mình cứ gõ là thì như này, Zulit. Zulit 5 Java example. Thì kiểu gì có những cái bài viết liên quan đến thằng đấy. Đấy thì em xem mà kiểu gì nó có những cái bài viết liên quan. Đấy, ở đây nó sẽ có những cái ví dụ. Kiểu gì nó có sẽ có những cái ví dụ về cái thằng đấy. Dùng assert true này. Đấy, kiểu gì cũng có. Thì em cứ keyword nó ra thôi, kiểu gì nó có. Ví dụ thằng true này check cái gì nhỉ? Check boolean đúng không? Hãy thử viết check boolean nhá. Viết thêm một cái hàm khác đi. Public static boolean. Check đi. Trong này có một cái boolean chuyển vào. Check đi. Rồi, cho check bằng false trước đó. If check true. Thì check bằng true. Này được không? Còn không thì return check. Này. Thì return false đi. Cho check bằng true trước nhỉ. Check bằng true. Nếu check bằng true thì trong này check return true chứ. Trong này return true. Ngay đi. Rồi như này nhá. Bây giờ anh thử test với cái thằng kia nhá. Thì mình viết một cái a test.
click void test check này không? Rồi bây giờ là boolean đúng không? Boolean check check hoặc là input đầu vào đi, input là bằng true. Rồi boolean thì sao? Thì bằng cái thằng gọi thằng demo xuống, demo chấm test check này, xong rồi truyền thằng input đầu vào này. Rồi thì dùng thằng assert, bây giờ sẽ là assert true đúng không? Mọi người vào mail thử xem có phản hồi mail, mail phản hồi chưa? Nó có đây, assert true đây, truyền thằng lý ra vào thôi. Rồi chạy. Rồi như thế này là đúng đúng không? True trả về đúng không? Nếu mà thằng này phô thì sao? Đúng không? True thì đúng đúng không? True đây nhá, bây giờ anh truyền thằng true ở đây đúng không? Thì check đang bằng true này. Có cần đoạn này không nhỉ? Chẳng cần đoạn này đúng không? Như này thì truyền như này này, check bằng true thì return true này, còn nếu không là full thì nó cái vừa đấy là assert true thì nó chỉ check true thôi đúng không? Cái thằng assert true này, assert true nó chỉ check true thôi, còn nếu anh sửa là full nhá thì xem nó có chết không, sửa đầu vào là full nhá, đấy thì nó sẽ sai này. Kỳ vọng của mình đang là true nhưng mà thực tế nó đang trả về false, bởi vì hàm của mình với trường hợp đấy là return false đúng không? Mình đang truyền vào đây là false đúng không? Thì đoạn này if nó không chạy thì nó return đoạn này. Thì return false, return false đúng không? Thì phải thằng assert true này chính là cái đoạn mà nó check true. Check làm test trả về true. Đúng không? Thì anh thử đổi lại nhé, đổi ngay true ra xem nó còn đúng nhé. True. Đấy, đúng không? Rồi thằng lửa thì sao? Thằng này phô thì chắc là ngược lại thôi đúng không? Còn thằng assert loot này thì nó check những cái trường hợp mà loot. Thử nhá. Anh thử với thằng loot này xem. Code nha. Thêm một cái public nữa. Loot thì biết nhỉ? String đi, string là nếu mà mặc định không có gì thì nó lại là loot đúng không? Static string test loot string lên đi, quên hàng không trở về, bận quá. Rồi bây giờ mình viết khai báo một cái mảng đi, string strs bằng lưu sinh mà thay đi hai phần tử rồi for đặt tên mảng nó đi robin for i đến i nhỏ hơn robin chấm len. Bây giờ như nào nhỉ? Nó luôn khi nào, khi bây giờ anh cho hai cái mảng này hai phần tử đã provin không hà nội đi, bây giờ anh check luôn là nếu mà trường hợp cái tỉnh nó không có trong cái mảng này đúng không thì là nó luôn. Thì mặc định nó sẽ là return null. Return null ở đoạn này. Còn nếu mà có ở đây thì nó sẽ return về cái lên này. Thì là duyệt lại if. Nếu như mà lên lên này chấm equal đúng không? Equal với provin của i. Thì mình return thẳng về lên này không? Đấy. Còn nếu không thì nó sẽ loot. Thì bây giờ mình truyền vào, nếu như mà test cây của mình ấy, nếu mà mình truyền không, cái tỉnh ấy không tồn tại trong này đúng không? Thì nó sẽ return loot. Thì với thằng assert loot ấy, nó phải check ra được đúng không? Rồi. Ra phòng test. Public void.
test luôn. Thì cái thằng này là gọi là tổng quan searching. Lên lên bằng Gia Lai đi. Gia Lai là không có nhá. Thì cái trang này là trang thì result. Searching thì ra. Mọi người vào lên của xem đi. Lên của trang học liệu này. Bằng demo chấm test luôn. Truyền lên vào. Này. Rồi bây giờ gọi assert. Assert của mình là assert luôn đúng không? Tìm cái thằng assert luôn đi. Rồi. Để này tìm xem. Mình sẽ có 4 cái trang kính rồi. Không có. Rồi nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm anh ấy sốt. Anh cứ gõ thẳng luôn chữ luôn ra đi anh ạ. Mình sẽ chủ yếu ở cái trang này. Đây. Trang luôn này đúng không? Người tìm. Chuyển đi ra vào đúng không? Đấy. Quay chạy thử đi. Trường hợp này là luôn đúng không? Còn một trang nữa là kem. Thì trang này chính là trang lập kế hoạch. Đấy, luôn đúng không? Thiết kế của mình đúng. Thì bây giờ thử cho nó có đi, xem nó như nào, đúng không? Ngày Hà Nội có đúng không? Đấy, sẽ báo lỗi ngay, đúng không? Kỳ vọng của mình là trả về luôn rồi, đúng không? Đúng ra nó phải trả về luôn rồi, đúng không? Mình cái hàm này phải check luôn mà, mình đang check luôn. Nhưng mà Hà Nội nó có trong cái mảng mình. Hà Nội có tồn tại trong cái mảng mình. Đây. Cho nên là nó không đúng. Đó, thì cái thằng assert này là để check luôn. Assert ở dưới test này là để check luôn. Assert này để check luôn nhá. Luôn nó cái là không có trong đấy đâu. Không có trả về luôn. Thì hàm mình đang return cuối cùng về luôn mà. Ở đấy cách viết test này như vậy thôi. Thì anh em search thêm những cái trường hợp còn lại thì anh em tìm những cái ví dụ để code thôi. Cái code nó ra là ra thôi mà. Nó sẽ có những đoạn code mẫu luôn. Rồi, ok, bài hôm nay nó chỉ có như vậy thôi. Bài này thì nói chung là anh em cũng chỉ để biết thôi. Mình cũng không áp dụng nhiều đâu.